Ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại quốc lộ 10 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Daewoo Lazetti CDX nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, bản phun cửa sổ trời, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A64707. Một mẫu xe Daewoo Lazetti bản sedan 2 đầu, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, sản xuất 2009. Hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mua xe cũng như bán xe hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc mà giá rất là rẻ luôn. Vâng, đăng kiểm của em nó còn đến tháng 1 năm 2023. Vâng, bản phun cửa sổ trời các bác nhá. Sơn xi thì màu bạc xịn sò luôn. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, một mẫu xe Daewoo Lazetti bản CDX nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Màn hình Android cam nồi đầy đủ các bác này. Màn hình Android cam nồi đầy đủ, hai túi khí an toàn ABS chống trơn, chống trượt, chống bó cứng các bác nhá. Một mẫu xe Daewoo Lazetti CDX nhập khẩu nguyên chiếc, xe đẹp xuất sắc các bác nhá. Đấy, xe đẹp xuất sắc luôn. Vâng, bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này. Đấy, mua về thì sử dụng thì rất là yên tâm luôn các bác nhá. Đấy, tất cả khung cánh cửa này, đấy, táp ly cánh cửa này, không hề có một chút xước chảy xước nào các bác nhá. Keo chỉ cam kết các bác là keo chỉ zin luôn. Đấy, keo chỉ zin có nhá, bệ bậc lên xuống này. Những con ốc bác bản nề, cánh cửa chưa hề động đến ca lê mỏ lết luôn. Đấy, hệ thống cột kèo đầu đít zin. Vâng, máy số ngon, gầm bệ chắc, số mã nhảy đều. Giá tiền của chiếc Daewoo Lazetti CDX sản xuất 2009 chỉ có 228 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ gốc về cho các bác, cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này còn chần chờ gì nữa, nhanh chân nhanh tay alo cho em Nghị các bác nhé. Đấy, phần bệ bậc lên xuống này. Đấy, những con ốc ác bản này. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Đấy, đinh tán này các bác này, zin nguyên bản các bác nhá, zin nguyên bản luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Một mẫu xe Daewoo Lazetti bản CDX, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, không một ngày taxi dịch vụ luôn các bác nhá. Nội thất thì ghế da vẫn còn nguyên bản theo xe. Lốp dép con này, lốp dép thì rất là dày dặn luôn, tất cả những cái cua lốp này không hề có một chút mục mọt nào các bác nhé, không hề mục mọt luôn. Phanh đĩa 4 bánh này, đấy, phanh đĩa 4 bánh chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhé. Sơn xi thì led căng các bác nhé, sơn xi led căng tất cả những cái đường gân của xe này, đấy, thẳng tưng các bác nhé. Đấy, hệ thống đèn đóm này, đấy, một cặp đèn phanh các bác nhé. Đấy, cặp đèn phanh của nó này nguyên bản theo xe, sáng bóng, sáng bóc và bọc các bác nhé. Đấy, sáng quắc quạc luôn. Hệ thống quả lốp của đằng sau bên lái các bác này. Đấy, lốp dẹp các bác nhá. Lốp dẹp thì rất là dày dặn luôn. Tất cả những cái cua lốp này không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá, không hề mục mọt luôn. Cam kết các bác là không đâm xô, không tai nạn nặng. Đấy, không ngập nước, không taxi luôn. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, nhanh chân nhanh tay alo cho em Nghị. Đấy, nội thất này rất là tươi luôn. Hệ thống bệ bậc lên xuống này. Phần táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác này. Đó, táp ly của nó vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Bốn cánh, bốn cổ loa. Đấy, âm thanh thì tức ngực luôn các bác nhé. Đấy, tất cả những cái keo chỉ của xe, đấy, đều táp táp luôn. Cam kết các bác là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, bao zin cả xe cho các bác. Đấy, một mẫu xe Daewoo Lazetti bản CDX nhập khẩu nguyên chiếc. Hệ thống táp ly cánh cửa này. Táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái các bác nhé. Đấy, các bác xem táp ly của nó này vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Tất cả những cái đinh tán răng giật. Đấy, đinh tán răng giật các bác nhé. Nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, keo chỉ zin các bác nhé, keo chỉ zin luôn. Hệ thống thông số kỹ thuật này. Ốc ác bản nề cánh cửa. Đó, các bác xem này, chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác nhé. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, một mẫu xe Daewoo Lazetti bản CDX nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc.
Đấy, bản full cửa sổ trời, bàn phím tích hợp trên vô lăng. Đấy, màn hình cam nồi, màn hình Android, để lỗ start top. Đấy, để lỗ start top các bác nhá. Đấy, sau đây em sẽ lỗ máy lên các bác này, sờ cái lỗ ngay các bác nhá. Đấy, sờ cái lỗ ngay. Đấy, máy lỗ thì rất là êm luôn. Đấy, máy lỗ rất là êm các bác này. Đấy. Đây, sau đây em sẽ đóng điều hòa lên các bác này. Điều hòa thì rất là mát luôn các bác nhá. Điều hòa rất là mát luôn. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, một mẫu xe Daihatsu Lacetti bản CDX, hàng nhập khẩu nguyên chiếc, gương kính chỉnh điện và cụp xe. Đấy, chỉnh điện cụp xe các bác nhé. Phần kính lên xuống này. Đó, hoạt động rất là trơn tru luôn. Đó, rất là trơn tru các bác nhé. Đấy, bác nào mà đúng màu đúng mệnh đúng chân cái mẫu xe này mua về sử dụng thì rất là yên tâm. Gương chiếu gương trang điểm này, chắn nắng này. Đấy, gương chiếu hậu này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ các bác nhá. Đấy, cửa sổ lóc này. Đấy, cửa lóc các bác nhá. Đấy, hoạt động rất là trơn tru luôn. Hệ thống xi nhan báo giá này. Đó. Phần phun nước và gạt mưa. Đó. Hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Màn hình Android này. Đấy, sau đây em sẽ cài số lùi này. Đấy, camera lùi đầy đủ các bác nhé. Camera lùi đầy đủ luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Đấy, tất cả cần số này. Đấy, màn hình này rất là đẹp các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ, khoang máy cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe Daihatsu Lacetti bản CDX, hàng nhập khẩu, sản xuất 2009, mà giá tiền thì chỉ với 228 triệu đồng. Đấy, rất là rẻ các bác nhé, ngon bổ và rẻ luôn. Vâng, đó là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Daihatsu Lacetti bản CDX nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Đấy, vậy thì bác nào mà đúng chân với mẫu xe này, alo cho em các bác nhé. Máy móc này, lỗ rất là êm luôn, tiếng máy lỗ giòn tan các bác nhé. Phần ủn là sóc này. Đấy, tất cả cái đinh tán tàn giật này. Đấy, cam kết các bác là xe đẹp. Vâng, xe đẹp, máy ngon, dòng phải chắc, không số thì mọt cao. Đấy, máy số này, rất là ok luôn. Máy lỗ thì thần các bác nhé, máy đang lỗ các bác này. Đấy, lốc điều hòa đang đóng các bác nhé. Đấy, lốc điều hòa đóng đây. Đấy, các bác xem phần máy móc của xe này. Đấy, máy thì lỗ rất là chất luôn. Đấy, máy rất là chất các bác nhé. Máy chất gầm chắc, con số ngon. Vâng, máy số ngon. Đấy, tất cả động cơ của nó vận hành bình thường luôn. Đấy, điều hòa đang đóng các bác nhé. Còn đó là hoạt động. Đấy, điều hòa đang đóng các bác nhé. Còn một mẫu xe gia đình sử dụng, không đâm xô, không cai lại, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Hệ thống tổng quan của lắp cabo này. Đấy, phần tem mát của nhà máy sản xuất các bác nhé. Đấy, các đây là lỗ của nó này, tròn không hề có hiện tượng móp méo luôn. Đấy, lớp lỉ của nó vẫn còn nguyên zin các bác nhé, lớp lỉ nguyên zin luôn. Đấy, máy móc này, tổng quan của máy các bác nhé. Biển kiểm soát thì Hải Phòng, biển Hải Phòng hoa phượng đỏ các bác nhé. Đấy, sơn xi thì màu bạc này. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng. Đấy, một mẫu xe Daihatsu Lacetti bản full cửa sổ trời. Sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe Daihatsu Lacetti này. Đấy, cốp sau xe này. Đấy, con này thì nó phải tắt máy đi thì mới mở được cốp các bác nhé. Đây, sau đây em sẽ lên tắt máy rồi em mở cốp đằng sau xe này. Cốp đằng sau nó rất là đẹp luôn các bác nhé.
Đấy, sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe các bác nhé. Đấy, cốp sau xe mở bằng khóa điện các bác nhé. Mở bằng khóa điện này. Đấy, phần cốp sau xe này. Đấy, cốp sau xe các bác nhé. Rộng rãi các bác nhé. Rất là rộng rãi luôn. Đấy. Tất cả những cái đinh tán răng giật này. Đấy, đinh tán răng giật các bác nhá. Nguyên đai nguyên kiện luôn, hai bên các bác này. Đấy, phần tổng quan của lắp cốp này. Lớp lỉ của nó vẫn còn nguyên zin các bác nhá. Đấy, các lỗ này không hề có hiện tượng mó méo các bác nhá. Đấy, con này thì hôm qua em mới mua được của bác chủ thầu xây dựng. Đấy, chủ thầu xây dựng thì đây. Phần hệ thống cốp sau xe này. Đấy. Sàn của nó này. Đấy, sàn xe này không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, máy gầm thì lại chất côn số ngọt. Vâng, máy số ngon. Đấy, một mẫu xe Daihatsu Lazetti bản CDX nhập khẩu nguyên trước. Xe tư nhân gia đình sử dụng. Đấy, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Phần gầm của xe này. Đó, gầm bệ này rất là chắc chắn các bác nhá. Đấy, rất là chắc chắn luôn, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, một mẫu xe biển kiểm soát Hải Phòng, một mẫu xe Daihatsu Lazetti bản CDX nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Trước này bên Đoàn Nghị đang chào bán với giá là 228 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, nhấc máy lên alo luôn cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.